chúng mình sẽ có lại hai từ khá là tương đồng, đó là từ ý kiến là 意见. Từ này thì rất là dễ, bởi vì sao? Chúng mình có từ ý là 意 trong từ 意思. Ý 见 là kiến. Cái bộ kiến này học từ 8 đời rồi, học rất lâu rồi. 意见 là ý kiến. Cậu có ý kiến gì? 你有什么意见? Sau 什么 thì luôn là danh từ, cho nên chỗ này mình chỉ cần để danh từ thôi. 你有什么意见? Cậu có ý kiến gì? Thế cái số 2, cái số 2 là 建议. Các bạn thấy cái chữ 建 này quen không? Chính là cái chữ kiến trúc mình vừa học ấy. Chính là trong chữ 建筑 mình vừa học ấy. Cho nên chúng mình sẽ có từ 建议 là kiến nghị. Và ở đây chúng mình có bộ ngôn. Bởi vì sao? Nó là động từ, nó là nói lên cái tiếng nói của mình. Đề nghị, đề xuất một cái phương án gì đó. Mình sẽ là người đề xuất ra, mình sẽ là người nói ra cái sáng kiến đó. Cho nên chúng mình sẽ phải có bộ ngôn ở đây, phải dùng miệng nói mà. Và phía sau thì là cái bộ ý. Đây là bộ ý luôn các bạn ạ. Bộ này cũng rất hay gặp. 建议. Nó khác nhau các bạn nhé. Một cái là ý kiến, nhưng một cái khác, số 2 ấy, đó là một cái mà kiểu mang tính chất sáng tạo, là sáng kiến. Sáng kiến. Còn cái đầu tiên thì có thể là chỉ là ý kiến tôi thế này thế kia, chứ tôi cũng không hề có một cái đề xuất gì cả. Tôi không có ý kiến gì cả, không có sáng kiến gì cả. Đấy, còn ai có ý kiến mà sáng tạo thì hãy giơ tay. 有什么建议? Rồi chúng mình sẽ có đưa ra. Đưa ra thì chúng mình còn nhớ từ đề không nhỉ? Hán Việt có chữ thí là đề. Đề ra, đưa ra. Thí chu. Thí chu y jian khởi chen y, tức là đưa ra ý kiến và đề xuất. Đó, cái từ đề xuất này thì mình sẽ nghĩ đến tiếng Anh cái từ recommend. Tức là cậu recommend từ phim nào hay không? Hay là cậu recommend một cái ý kiến gì không? Một cái sáng tạo gì không? Cậu có ý kiến gì không? 你有什么意见呢? 你有什么意见吗? Cậu có ý kiến gì không? Sau 什么 thì chắc chắn là một danh từ. Cái này mình đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi đề xuất mọi người đi Bắc Kinh du lịch đi. Ví dụ như bây giờ công ty cho một chuyến đi du lịch, thì bây giờ bảo là tôi đề xuất mọi người đi du lịch Bắc Kinh. Đi đâu làm gì, cho nên các bạn nhớ cái chỗ này phải là đi Bắc Kinh xong rồi du lịch. Của 建议大家, tôi 建议 là đề xuất, 大家 mọi người, 去北京 làm gì? 旅行, đúng chưa? Đó, 我建议大家去北京旅行. Tôi đề xuất, tôi kiến nghị là mọi người nên đi Bắc Kinh du lịch nhé. Rất là đẹp, hẳn mẹ thôi mà. Okay.